Xin giới thiệu về cả nhà, đây là một dàn mini, đấy cũng khá là cao cấp của Onkyo ấy. Khá là hiếm. Đây là Onkyo D2 bản limited, các bác chú ý bản limited nhé, không phải bản thường. Bản thường nó chỉ có giá khoảng 6,5-7 triệu gì thôi, bản limited lại đắt hơn. Đây là con loa 112E LTD. Bộ này thì thiên về nhạc audio field nhiều hơn, tại vì tiếng rất chi tiết. Em sẽ thử cho các bác. À, con này có cả cổng quang in, có giải mã 24 bit đấy. Chỉnh được bát tép. Không trai trong